Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân. Tháng 8 năm 1861, vua tự Đức ra lệnh cấm đạo với sắc chỉ phân xác, được áp dụng một cách triệt để đối với tất cả mọi người công giáo. Các quan quân đua nhau đi lùng bắt tất cả các vị thừa sai, giám mục, linh mục, thầy giảng, nữ tu và các Kitô hữu. Các quan còn cho phép dân làng, lương dân tràn vào các làng công giáo, phá phách, cướp của, bắt người một cách vô cùng tàn bạo, gây nên cảnh xô bồ hỗn loạn đến cực độ trong các làng công giáo. Những người Kitô hữu cực kỳ hoang mang, phải xô nhau bỏ chạy lẩn trốn vào những khu rừng hẻo lánh hay trà trộn vào những làng lương dân. Tuy chạy trốn như thế nhưng rất nhiều người đã bị bắt và giải về giam giữ tại các công đường. Hai thánh Phêrô Đinh Văn Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuần đã bị bắt trong những trường hợp thê thảm đau thương này. Lúc bị bắt, thánh Phêrô Đinh Văn Dũng đã 62 tuổi. Cha ngài là ông Phêrô Đinh Văn Mẫn, mẹ ngài là bà Maria An. Ngài và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần đều là anh em con chú con bác, sinh quán tại họ Thánh Francisco Xavier Đông Hào, thuộc giáo xứ Kẻ Mèn, địa phận Trung Đằng Ngoài, tỉnh Nam Định, nay là giáo phận Thái Bình. Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần sinh năm 1802, là anh em bà con với thánh Phêrô Dũng. Cả hai đều là gia trưởng trong một gia đình đạo hạnh hiền hòa. Các ngài cùng làm nghề trải lưới để nuôi sống gia đình. Tuy nghèo, đời sống thanh bạch, của cải chẳng bằng ai, nhưng gia đình các ngài là êm ấm hạnh phúc. Điểm nổi bật nhất là lòng đạo đức và gương mẫu trong sự tham gia những sinh hoạt của họ đạo. Chính vì thế mà dân chúng đã tín nhiệm và bầu ông Phêrô Đinh Văn Thuần làm trùm khu lo việc đạo đức trong khu xóm. Vì chiếu chỉ phân xác của vua đã ban ra, nên đầu năm 1862, dân làng công giáo Đông Phú bị bao vây, lính tráng lùng bắt các đạo trưởng và các Kitô hữu. Ông Phêrô Dũng và Phêrô Thuần cùng bị bắt với nhóm đông đảo người khác. Tất cả bị trói điệu lên phủ, đem đi đày ở làng Ngọc Chi, sau lại chuyển tới làng Lương Mỹ là các làng ngoại giáo. Tại đây, sau những cuộc thẩm vấn, một số người được tha, số còn lại bị giải về huyện Quỳnh Khôi nộp cho quan huyện. Bị giam 9 tháng trong nhà tù, các ngài phải chịu nhiều trận đòn, nát xương nát thịt, ép buộc phải bước qua ảnh tượng thánh giá. Nhưng trước mọi hình khổ cực kỳ tàn bạo đó, các ngài vẫn luôn cương quyết giữ vững một điều là không bao giờ bỏ đạo, bỏ Chúa. Quan thấy dùng sức mạnh tra tấn, cổ đeo gông, chân tay xiềng xích cùm kẹp mà vẫn không thuyết phục được hai ngài, quan đổi chiến thuật là dùng tình cảm ngọt ngào khuyên dụ các ngài, cho phép các ngài được về thăm vợ con và anh em họ hàng lối xóm. Được gặp lại các ngài, người cha cũng như người vợ con trong gia đình chứng kiến những cực hình các ngài phải chịu, thì động lòng thương xót không cầm được sự xúc động, đều nức nở than khóc. Trước cảnh sum họp gặp gỡ vô cùng cảm động này, các ngài không nản chí anh hùng, mà còn khẳng khái khuyên bảo khích lệ mọi người rằng, được chết vì đạo Thánh Chúa là một ơn phúc lớn lao lắm, xin mọi người trong gia đình đừng khóc, nhưng hãy vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho chúng tôi được ơn trọng đại này. Khi về với Chúa, chúng tôi sẽ nhớ và cầu nguyện cho từng người, bây giờ thì xin cầu nguyện cho chúng tôi bền chí theo chân Chúa đến cùng. Sau đó các ngài từ giã mọi người trong gia đình rồi vui vẻ trở lại nhà tù để tiếp tục chịu những hình khổ diễn ra mỗi ngày cùng với các bạn tù bị nhốt chung trong căn phòng chật hẹp hôi hám đã dành sẵn cho các ngài. Cả hai ngài đã có một thời gian bị biệt giam đưa về Lương Mỹ, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình để quan dụ dỗ các ngài bỏ đạo. Tại đây, có lẽ một phần vì khổ cực quá, một phần vì chờ đợi lâu ngày, lại bị dụ dỗ và được hứa hẹn nhiều điều, cho nên ông Phêrô Đinh Văn Thuần đã liều lĩnh nghe lời quan, bước lên thánh giá và bỏ đạo. Nhưng ngay sau đó, được ơn Chúa thúc đẩy và nhờ những lời khuyên bạn hữu trong tù, ông lại xin hủy bỏ những lời đã nói trước và những việc đã làm, đồng thời tuyên xưng đức tin và thề hứa dù phải chết cũng không bao giờ bỏ đạo bỏ Chúa nữa. Sau những ngày tháng dài giam giữ, tra tấn bằng đủ mọi hình phạt, nhưng hai ngài vẫn một lòng cương quyết theo Chúa. Quan thấy giam mãi cũng vô ích, nên làm án thiêu sinh. Án lệnh được vua tự Đức phê chuẩn. Thế là ngày 6 tháng 6 năm 1862, quan quân điệu các ngài ra pháp trường Nam Định,
nhốt hai ngài vào cũi tre nhỏ hẹp, khóa cẩn thận rồi chất củi chung quanh, đổ dầu châm lửa thiêu sống hai ngài. Trong đống lửa bập bùng bốc cháy vẫn nghe các ngài cầu kinh lớn tiếng kêu tên cực trọng Chúa Giêsu. Ngọn lửa mỗi lúc một cháy to bốc lớn, tiếng cầu nguyện của hai chiến sĩ đức tin liệm dần dần. Đống lửa cháy đã tàn, mùi khét của da thịt bị đốt bốc lên, dần dần để lộ ra hai xác thánh bị cháy đen ngã gục trên đống tro còn đang âm ỉ leo lát cháy. Đến khi đống lửa đã tàn hẳn, những thân nhân trong gia đình của hai vị thánh mới xin thi thể các ngài rước về mai táng ngay tại chỗ nơi hai ngài vừa bị thiêu sống. Sau này khi việc cấm đạo đã lắng dịu, giáo dân trong xứ đạo đã cải táng và rước về đặt tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Đông Phú, quê hương của hai ngài. Đức Giáo hoàng Pio XII đã tôn phong các ngài lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 1951 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng các ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 1988.